Xin chào mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video khá là khác biệt. Đó chính là mình sẽ quay lại cái hành trình mình đi lấy cục hàng bom của một con nhỏ. Nó đã cố tình đặt hàng ở trên Shopee của mình, và nó cố tình đặt hàng mình, nó không nhận, xong rồi nó còn chửi mình đó nha mọi người. Thì mọi người muốn xem chi tiết hết câu chuyện như thế nào thì mọi người có thể xem cái clip này nha. Lúc đầu bạn đã đặt trên Shopee của mình, và còn nhà bộ nhờ mình là viết thư chúc mừng sinh nhật em gái. Thì đó, ok, mình cũng tưởng là tặng sinh nhật em gái thì ok, mình sẽ viết chúc mừng sinh nhật. Xong sau đó thì xin chị em với mình. Xong đến lúc mà mình shipper giao hàng thì cho số điện thoại ảo, số điện thoại ma, không gọi được. Xong rồi giao tới nhà thì tự nhận từ chối trả phí. Xong quay lên chửi mình. Xong rồi cái nó kêu là nó không có tiền, cái là nó không có tiền, nó đặt cho oa nên nó không có tiền nó lấy, nghèo nha mọi người. Xong sau đó thì nó chửi mình các kiểu, nó chửi mình là chửi shop gì đó đó đó. Xong mình có để trên màn hình đấy các bạn có thể dừng lại để xem nha. Rồi nó nói mình là bán hàng mắc, không thèm mua. Xong rồi cho nó chủ đít thì nó cũng không thèm. Ê, tao nói mày nghe nha, tao đâu có cho mày với lại. Dù hàng tao có rẻ, có xấu, có mắc thì cũng chả đến cái lượt loại như mày đụng vô. Ở đó mà cho tao cũng thèm chặn thêm chủ đít. Như lâu mà mình bán hàng, mình chưa gặp được một cái trường hợp nào bom hàng mà nó kiểu có thể loại như thế này luôn mọi người. Lần trước mình cũng khui hàng bom và mình cũng nói như thế, có rất là nhiều bạn vô cũng chửi mình là kiểu như không có lịch sự. Nhưng mà mình nói với mấy bạn là các bạn có thể đặt trường hợp của các bạn như thế, các bạn bị người ta bom hàng xong rồi các bạn còn bị chửi lại người ta nữa. Mà lúc đó mình đăng cái clip mà khui hàng bom của một bạn Gia Lai á, mọi người có nhiều người vô chửi mình rất là nhiều. Do là ở trên Shopee nên là mình không có muốn cãi lại với nó, bởi vì trên Shopee họ không cho nói chuyện với khách hàng như thế, nên là mình không muốn nhắn tin với nó nữa. Chứ không phải là mình sợ nó mà nó bảo với mình là đén hạ, dép đi. Vì cái đơn này của nó mình rất là cảm thấy bị tức á, nên là mình mới làm clip khui hàng bom này. Cho những cái người mà người ta đặt hàng người ta không nhận được thì mình chẳng nói gì cả mọi người. À mà mình còn trẻ với nó lớn tuổi mình thật hay không mà nó xưng chị em với mình á, mà trong khi đó ảnh avatar của nó là ảnh mẹ. Thôi clip của mình đã kết thúc rồi, và nếu như thế này hãy like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Và nếu như các bạn cần hàng ở bên Shopee, các bạn có thể qua Shopee của mình để đặt hàng nha.